chín rồi nè, con này tôi mới bỏ vô nè, khác rồi đó. À, con khủng vậy. Mà mọi người cùng xem con tôm càng rất là khủng luôn mọi người. Mà nó bị gãy hết một càng này. Con này là khủng nhất. Đó, rất là to luôn. Giờ đây nè. Rồi, bỏ vô lòi nào rồi. Đây này nó có đây nè. Đây nó có đem vô nhiêu lửa hết nhiêu trời. Rồi bắt tôm vô là mấy anh em ngồi nướng tôm ở ngoài bò vuông mà nhậu luôn mọi người, rất dân dã, rất là hấp dẫn luôn. Đó, tôm vừa bắt lên luôn nha. Ngon cái mỡ.
Vô. Công tử bật leo. Rồi. Ăn này đi vô 21 ký đục tôm ăn cái mấy à. Dễ vậy. Bậy mà cái kiếm cái gì? Ở cái nhà lá vườn là mình chơi gì không đó? Vô vô. Trời ơi chạy đủ. Có cái cây mà con bắt đây nè, gấp bên đây nè. Có đủ mà quay lên bển vợ ông thấy bảo khỏi gì luôn đó. Bông nở bông nở gác qua ông nở trời ơi bữa đó trời bữa đó làm được cây còn tơ bữa đó giờ khó rồi chết luôn quay sát luôn hả ngày qua tôi luộc xả tôm nướng chua nha mọi người ừ. Địch lắm ha chơi món mới luôn đó hả ừ. Ghê trời qua lại mèo luộc xả luôn à trời con này chín rồi nè con này tôi mới bỏ vô nè khác đó hai chai nữa mày. Giờ mới con chai à? Hai chai. Mới con chai à. Ra nhớ. Hôm nay trong nhà làm sao rồi? Hôm nay tối đây. Sao vậy? Đủ mới rồi chai. Chai tới bia đi hả? Rồi,